cái không dễ không khó đó. Tôi nói lại cái nữa, trời ơi tôi cán với pháp hội quá. Dễ chịu là thí dụ chúng ta có một cái cảm giác lạc thọ, chúng ta dễ chịu. Ngược lại cảm giác lạc thọ là khó chịu. Còn cảm giác không dễ không khó là trạng thái vững chưng. Hôm đó tôi có thí dụ quý vị ngồi đây nghe tôi giảng pháp. Bây giờ có cái đám ma ngoài đó, nó đi ngang. Thì quý vị vững chưng, có biết ai biết là đám ma. Nhưng mà đám ma ai, mình không có buồn, không có vui gì hết. Bây giờ có một Phật tử chạy vô, nó có đó là một Phật tử ở trong này mà hướng dẫn chúng á, giỏi pháp, giáo pháp rất giỏi. Một khi mà có kẹt cái gì, cô giải thích cho mình mà cô rất vui vẻ. Bây giờ cô mất rồi, cô vô lò thiêu rồi, thì vui hay buồn? Hồi nãy vững dưng, bây giờ buồn. Mình nói đó là một Phật tử quậy nhất ở trong này đó. Mỗi khi mà nghe pháp, ổng la ung sùm, ổng vô ổng xin tiền. Ổng cho, ổng la ung sùm, ổng không cho mình nghe pháp gì hết. Bây giờ ổng vô là thiêu rồi, vui hay buồn? Đó, cái đó là trạng thái vui. Thành ra vui hay buồn là do mình đối cảnh. Thành ra cái cảm giác này, cảm giác con mắt tai mũi lưỡi thân này có ba cái. Nhưng mà vô chạy hỏi tại sao cô vui, không giải thích được, phải qua cái ốc. Ốc là cái độc đáo. Cái ốc thì nó bắt đầu nó có sự phân biệt, bởi vì nó là đất nước lửa gió di tế. Thành ra nó không phải là chỗ của cảm giác, mà là chỗ của sự phân biệt của tư tưởng. Thì nó mới sửa lại. Nếu con mắt thấy này, cái lỗ tai nghe, mà nghe biết cảm giác vui buồn, bây giờ nó sửa lại cái vui hay cái buồn, thì nó giải thích tại sao vui buồn. Thì nó nói tại người Phật tử đó là Phật tử ruột của tụi tôi. Tụi tôi tôn là sư tỷ. Bây giờ mất tụi tôi buồn. Thì cái đó là do cái ốc. Hiểu không? Đó thì giữa cảm giác và pháp trần nó khác. Pháp trần là sửa cái cảm giác. Sắc thinh hương vị này có một cái hình tướng rõ rệt hơn. Thì có hình tướng rõ rệt thì cái ý thức này là sự phân biệt của tư tưởng. Còn cái này đó là cái sự cảm thọ của sắc thân. Mà sắc thân khi nó hư, nó đứt rồi, thì chúng ta kêu là bán thân. Ở khi cái ốc khi mà nó đứt rồi, chúng ta kêu lại cái gì? Nhũng não. Biết hai cái bệnh này không? Ở đây cho con thiền đức cũng là bán thân, đứt phân nửa thân mình. Thành ra bây giờ nhẹ đó, đi còn chút ít, mà đứt luôn một cái nguyên thân thì vô là thiêu đấy. Còn đứt nặng nữa là cử động không được, chích vô á không biết đâu. Nhưng mà có sự phân biệt không? Có không? Có. Còn có người nhũng não đó thì có sự phân biệt không? Có cảm giác không? Có không? Có. Cô Hưng gật đầu là cô rành đó. Nghe là phải học cái rõ cái đó. Cái tư tưởng nó khác, nó thuộc vào phần ốc. Còn các dây thần kinh nó thuộc vào phần thân, mắt tai mũi lưỡi thân. Thành ra tôi mới phân tới đây là hết. Còn cái pháp này khác, cái ý này khác, cái ý này thuộc tư tưởng, cái này thuộc về cảm giác. Thành ra cảm giác chỉ cho cái biết mà chưa phân biệt. Còn cái ý thức này là cho cái biết có sự phân biệt. Nhưng mà bản năng, tức là sơ cơ thôi, sống bằng bản năng. Thành ra cái pháp trần này nó có một cái là nó sửa hết cảm giác này. Thành ra nó rõ rệt hơn, có sự phân biệt. Nhớ không? Thành ra pháp trần đó tức là sắc thi hương vị xúc được cải sửa thành có hình tướng, được có sự phân biệt. Còn đây là năm cái cảm giác dễ chịu khó chịu mà không có phân biệt. Hiểu không? Còn cái pháp trần thứ hai nữa là khi con mắt có việc tiếp xúc với sắc trần, hay là lỗ tai nghe cái tiếng đám ma, thì bây giờ đám ma đi qua rồi, tối về quý vị mới gặp nhau hỏi rồi sáng cái đám ma của ai đó, thì bây giờ làm sao? Cái ốc này mới nhớ lại,
nhớ lại cái tiếng kèn, tiếng trống, tiếng đánh ma của đám ma đó. Thì cái tiếng này phải là cái tiếng của đám ma không? Phải. Nhưng là phải tiếng của cái lỗ tai nghe cái âm thanh đám ma không? Phải không? Không. Mà là do cái sự nhớ lại của pháp trần. Thành ra pháp trần này có hai cái. Một cái pháp trần của ngũ câu ý thức, một cái pháp trần của độc đầu ý thức. Ngũ câu ý thức là có mắt tai mũi lưỡi thân, còn độc đầu là ý thức nó là một mình. Ví dụ tôi nghe tiếng đám ma, bây giờ đám ma đang đi ngang, thì cái đó là ngũ câu hay là độc đầu? À, ngũ câu tức là cái ý có ốc này làm việc với cái lỗ tai. Còn bây giờ xuống dưới, tôi về tỉnh xá, tôi hỏi nãy có đám ma đi ngang, sư biết đám ma của ai không? Thì bây giờ tôi trả lời, tôi nhớ lại, thì cái nhớ lại là có cái lỗ tai trong đó không? Không, hoàn toàn là cái ý này không. Nó hồi tưởng, chúng ta từng nói hồi tưởng đó. Thì chính cái hồi tưởng này độc đáo lắm nha. Nó sẽ tạo ra mấy cảnh giới sau này. Bây giờ nếu chúng ta làm việc như ngũ câu đây, thì nó thường kêu là cộng nghiệp, cái nghiệp chung của mọi người. Nhưng mà khi về tôi hồi tưởng lại, tôi không đồng ý, tôi cải sửa, thì kêu là chuyển nghiệp. Quý vị về ngồi thiền, quý vị thấy đó, mình tệ quá, sư nói vậy thôi. Bây giờ tại ở đó mình ăn chay có 10 ngày thôi, giờ mình ăn chay trường, mình cạo cái đầu trọc, nó cho sư mừng. Mà muốn vậy thì mình phải tu đến tám giới, và nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thì cái này do cái ý này nó cải sửa. Thì cái này kêu là biệt nghiệp. Khi quý vị cải sửa tám giới thì toàn thể cái này cải sửa theo không? Không có vụ đó đâu. Do hoàn cảnh, do ý chí của mỗi người cải sửa. Nếu cải sửa vậy rồi, quý vị còn sống cái nghiệp người nữa không? Còn sống cái ý xúc nữa không? Quý vị sẽ dọt qua ý thọ. Quý vị nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đêm Phật khỏi đến, thì cái trình độ quý vị cao hơn trình độ của cõi người. Thì tất cả đều do cái ý này. Thì chừng đó không còn kêu là cái ốc nữa, mà kêu là mặt na. Mặt na ra cải sửa. Thành ra cái pháp trần là có hai cái pháp trần. Pháp trần của cộng nghiệp, tức là ngũ câu ý thức. Pháp trần của biệt nghiệp, tức là độc đầu ý thức. Ý thức làm việc một mình. Thì cái ý mà độc đầu ý thức đó, ngũ câu ý thức thì bây giờ có cái nhìn giống nhau hết. Rồi cái độc đầu ý thức, cái nhìn cũng giống như mình, có quyền cải sửa cái nhìn của mình. Hay cải sửa cái nghiệp người trời rồi mình dọt qua cõi trời sắc giới. Thì con vẫn đi đây. Nhưng mà khi chết quý vị sanh vào cảnh giới khác. Đi đây là đi cái thân thôi, còn cái tâm quý vị là cao hơn rồi. Người ta niệm Phật thì đếm từ 1 tới 10 muốn chết mà ta chưa nhất niệm. Mình khỏi đếm. Mình nhớ cái là có tiếng niệm Phật rồi. Thì ai biết quý vị được? Mình biết. Thành ra khi chết cái thân này rồi, quý vị không mang thân người nữa. Mà mang thân gì? Mang thân gì? Trời ơi, ngồi nín thinh à. Mang thân trời, mà trời gì mới được? Hả? À? Trời dục hả? Rồi sắc giới, mà sắc giới nào? Sơ hay nhị hay tam? Sắc giới nào? Bi? Trời đất ơi, nói liền đi, bùi gió mất công, hết tức thì giờ hết. Hả? À? Có nói gì tôi có nghe đâu. Coi sắc giới, coi sơ thiền hay nhị thiền? Ôi được, ngồi xuống. Sắc giới của nhị thiền, niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm là sơ thiền. Khỏi cần niệm Phật, vẫn có tiếng niệm Phật, thì là nhị thiền. Chừng nào liên tục tới mất thân nữa, chỉ còn cái cảm giác toàn thân và cái tư tưởng niệm Phật, thì đây mới là tam thiền. Còn mất luôn xác thân, mất luôn cảm giác, chỉ còn tư tưởng không, đây mới tứ thiền. Tôi giảng hết rồi. Trời ơi, ráng cho được tội nghiệp tôi.
tôi già tôi ốm yếu rồi, bởi vì phải cố gắng học để mà trả bài cho nó thuộc. Hiểu kịp không? Thì thôi bây giờ hết giờ rồi, chứ đúng bữa nay tôi tính trả cái này. Ba hồi nhập một rồi tới cái này. Con tiếng rưỡi à, chứ tôi mỗi lần giảng 2 tiếng, bây giờ cái giò tôi muốn sụm rồi. Tôi đứng hồi nữa là chắc tôi vô là thiêu quá. Thấy không? Thì thôi bây giờ chúng ta nghỉ sớm một chút, nói một. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, trong 2 tiếng vừa qua sư đã truyền trao giới pháp cho chúng con, để đền đáp một phần nào công ơn của sư, chúng con nguyện cố gắng thấy được những lời dạy của sư để nhận lại trong cuộc sống, không bị vướng mắc, không bị vướng mắc về tham sân si trong cuộc sống hiện tại, để chúng con theo những cái lời dạy của sư. Và một lần nữa, trước khi cung tiện sư trở về tịnh xá, chúng con kính nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia lực hộ trì cho sư được đầy đủ sức khỏe, mãi mãi là tặng cây để chúng con nương tựa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Rồi chứng minh cho cái tâm thành của ni sư trưởng. Lăng lăng dòng suối ngọt ngào, dìu đi hương ngát lôi vào cửa không. Sen tươi chẳng nhuốm bụi trần, lắng hồn tỉnh thức chuông ngân nhẹ nhàng. Nhiệm huyền ánh sáng tư quan, chắp tay niệm Phật chúc ngàn khổ đau. Chắp tay niệm Phật niệm màu, Thế Tôn ân đức biển sâu bao đời.